Hằng Du Mục chấp nhận tha thứ, ẩn ý chồng Trung Quốc bị đối thủ giật dây. Hằng Du Mục có lối nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rất cuốn hút, livestream bán hàng không cần hò hét vẫn chốt đơn liên tục xong không như tưởng tượng, cô có cuộc hôn nhân không mấy êm ấm. Không chỉ bị Tôn Bằng tác động do ghen tuông vô cớ, cô còn bị cộng đồng mạng xứ Trung ném đá vì nghe lời một phía của chồng cô. Tuy nhiên, theo Hằng Du Mục, rất có thể chồng cô bị đối thủ tác động nên mới có những hành động mất kiểm soát, như trên. Cụ thể, một người bạn thân đã nhắn tin cho Hằng Du Mục với nội dung, đời nó khốn nạn thiệt, tê yên mình làm ra không được xài, con mình sinh không được gặp, nhà mình mua không được ở, ta không biết ổng có bị ai giật dây hay kích động ổng không. Sợ bên đối thủ, trả lời thắc mắc của bạn thân, Hằng Du Mục đáp, có ác, nhắn tin kích động quá trời. Nhưng đây cũng là liều thuốc thử. Thay vì ổng tin tao, thì ổng lại tin họ. Đứng trước tình hằng của nữ TikToker, người bạn này động viên, dù mày có quyết định thế nào tao vẫn sẽ ủng hộ và luôn động viên tinh thần mày. Chưa hết, người bạn này còn nhấn mạnh, ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc nhưng không được gắn nửa đời mình cho người vô nghĩa. Còn nhiều chuyện kinh thiên động địa của ảnh mà tôi chưa nói lắm. Dân mạng bình luận, đối thủ là ai vậy mọi người? Trong kinh doanh nó đáng sợ vậy đó. Giờ là ở không được, đi cũng không xong. Thương hằng quá tôi nghĩ tới một người, chắc chắn có đối thủ kích động nè, nhưng chồng mà chọn tin người ngoài không tin vợ mình ta nói đau lắm. Tất cả chúng ta đều yêu thương hằng mà ở xa quá chẳng giúp được gì. Những điều tốt đẹp phải là của cô ấy chứ. Cho dù ra sao quyết định của hằng mình luôn theo dõi và ủng hộ hằng. Cố lên hằng ơi. Người đầu ấp tay gối mỗi đêm không tin mình, thì còn nghĩa lý gì Hằng Du Mục từng bị cho là người ham giàu, vì tê yên mà cưới chồng giám đốc hơn 14 tê uổi, có hai con riêng. Trước những lời nói khó nghe này, cô nàng 9X đã thẳng thắn đáp trả rằng, ở thời điểm dịch bệnh, hai công ty bất động sản và một công ty du lịch của chồng đã phải dẹp tiệm, nhưng cả hai vẫn cùng nhau làm lại từ đầu. Bởi cô cho rằng, chân thành đổi chân thành, cần cù bù mất mát. Đến thời điểm hiện tại, Hằng Du Mục đã sinh thêm cho ông xã Trung Quốc hai cậu con trai. Cuộc hôn nhân của cô từng khiến nhiều người suýt xoa, ngưỡng mộ và ao ước. Không những vậy, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh khi có mối quan hệ tốt đẹp với hai con riêng của chồng. Nhưng thời gian gần đây, những mâu thuẫn gia đình của hot TikToker đang là câu chuyện được cư dân mạng quan tâm nhất hiện tại. Vào ngày 13-14 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip chồng Hằng Du Mục livestream công khai ghen vợ vì có mối quan hệ thân thiết với Quang Linh Vlog. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông xã cô cũng thực hiện một đoạn clip để xin lỗi vợ. Anh thừa nhận mình đã sai khi không hiểu và thông cảm cho công việc của vợ, đồng thời cam kết sau này sẽ không tức giận với vợ nữa. Xin vợ hãy tha thứ, vì gia đình của chúng ta, vì người chồng bất đắc dĩ này, chồng Hằng Du Mục nói. Những tưởng cứ thế là xong xuôi, mâu thuẫn gia đình đã được hóa giải, nhưng không ngờ chỉ sau đó khoảng 4 ngày, Tôn Bằng lại livestream ghen vợ. Lần này là quản lý của Hằng Du Mục. Sau buổi livestream ghen vợ với quản lý, lớn tiếng với vợ ngay trên sóng, ngay hôm sau Tôn Bằng lại đăng bài tố, vợ Việt thâu tóm hết tài sản. Anh cho biết, trong vài năm qua anh luôn đứng sau ủng hộ và hỗ trợ công việc của vợ, tài sản cũng để vợ và bố vợ đứng tên. Đến tối 20 tháng 6, hot TikToker livestream bán hàng tại nhà riêng. Điều đáng chú ý là cô xuất hiện với nhiều vết thương. Kết hợp với biểu cảm gượng gạo, thường xuyên quên giá sản phẩm nên nhiều người nghi ngờ cô bị chồng tương tác vật lý. Ngay sau đó, Tôn Bằng lại livestream. Ban đầu anh vẫn còn quanh co chuyện đề ánh vợ, khẳng định vết thương là do Hằng Du Mục dùng phấn má hồng tạo ra. Nhưng sau đó, anh ta lại thừa nhận chuyện tác động vật lý với vợ và giải thích cặn kỹ chuyện này. Anh cho biết, khi đó chị họ Hằng Du Mục quay video, anh không muốn cho quay nên giật điện thoại nên bị Hằng Du Mục tát. Chính vì thế, anh đã tự vệ, tác động lại vợ. Sự việc này đã diễn ra từ 3 ngày trước. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi tới vợ mình lần hai.